anh em, chào mừng tất cả anh em trở lại với channel của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái con game nó mang thể loại nhập vai, hành động and feeling. Và tựa game này được thiết kế theo cái góc nhìn ngang, nhưng mà đổi lại nó được bố trí theo cái đồ họa là 3D, cực kỳ là đẹp luôn. Tựa game, tựa game này nó có tựa đề là Graveler Vlog gì đó. Nói chung là tôi đọc không chuẩn thì anh em có thể là tùy anh em comment vẫn trách móc tôi cũng được. Ok, không sao cả. Và trước khi vào game anh em hãy liên kết tài khoản với cả Google Play nhá. Đây anh em nhìn thấy không? Cái tay cầm game em nhấc vào. Thì đây tôi đã liên kết rồi. Được rồi, chúng ta cùng let's go trải nghiệm game. Let's go. Chúng ta sẽ đến thế giới nào đây? Anh em xem video này thì hay thì bỏ chút thời gian đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp tôi nhá. Ấn nút like phía dưới đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta được xuất hiện ở trong một thế giới cổ đại đây. Cổ đại. Kiểu là nó giống kiểu La Mã vậy. Lúc di chuyển chúng ta có lên và xuống. À, tiến và lùi chứ. À đây, nút kiếm là nút đánh này. Mũi tên kia là hướng lên trên là nhảy. Ấn một lần là nhảy, nhảy lên và thứ hai là lộn. À em ẩn giữ. Đây em ẩn giữ là nó sẽ được nhảy cao hơn một chút. Và nút kia là nút trượt về đằng trước. Rồi được rồi, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu nha. Jeffrey. Một chết không chết được luôn. À cái gì đây? Nhặt gì? Không biết được cái viên đá để làm gì. Thôi kệ, đây chúng ta sẽ chơi tiếp. À đây, anh em thể thấy đây là cái đồ gốm. Để xem nào, tôi nhìn chữ xem. À đây đồ gốm mắt tràng em. Đây đồ gốm mắt tràng nhá. Việt Nam khá nổi tiếng nhỉ. Đấy, mang cái đồ gốm mắt tràng vào game. Tôi đoán khả năng là cái hãng mắt tràng này là cái đồ hãng gọi là gốm mắt tràng này tài trợ cho cái con game này. Rồi, chém rất là mãnh liệt luôn, nó kiểu dạng sát thủ vậy. Nhưng mà chúng ta kiểu như theo cái dạng là sát thủ. Cái hành động của nó rất là nhanh nhẹn, không để là cho kẻ thù gọi là phản ứng kịp thời luôn. Đó, rất là phê luôn. À, phá gỗ. Thế là điểm mở chỗ nào nhỉ? À đây, cánh cửa đây. Chúng ta có lẽ là qua một cái thế giới khác. Đây rồi. Ây à. Đầu đấy. Sao mấy kia á? Sao cái... Rồi. Tôi đang thắc mắc tại sao mình không chặt được cái chum kia. Em thấy cái chiêu rồi tôi loạn không? Tôi không biết là mình thực hiện cái chiêu đấy như nào luôn. Qua là đấy anh em nhớ trượt nha, đừng có lộn, trượt thôi. Rất là phê. Đường cụt này. Cái gì vậy? À cái này nhìn như kiểu là ôi định mẹ sờ tay hút mẹ vào bây giờ. Nó kiểu như là cái lỗ hổng không gian đúng không? Cái hố đen không gian. À rồi đây này.
Cái hố đen này triệu hồi cái thằng boss này đến này. Ôi, ảo à. Ôi, đậu xanh em thấy không? Nó đéo hiểu sao chứ, nó ăn cái gì mà trâu vậy. Nó chém mình khoảng 2 đao 3 đao là đai con mẹ luôn rồi. Làm gì đây? Sọc kiếm vào người à? Hay làm gì đây? À, xách cổ luôn. Nó ném mình không biết là đi đâu đây. Xuất hiện ở cái chuồng lợn hay chuồng heo nào đây? Anh em hãy chờ cái phần 2 tiếp theo. Part sau. The Lost Kingdom of Valeris. Gì vậy? Có lẽ là nó ném mình ra một cái thế giới khác. Skip nhá, skip nó nhanh đi. Anh em chơi có thể là hiểu tiếng Anh, có thể là đọc qua xem cái câu chuyện nó như nào, nó làm sao. Chúc cái chuyện của con game này tôi chưa đọc qua, cho nên không hiểu lắm. Chỉ biết chơi thôi. À đây, chúng ta nhìn những kiểu là xuất hiện ở cái chỗ gọi là bị bùa chú gì đó, nhìn những kiểu vậy. À, xung quanh này có kiểu cái luồng sát khí này. Chúng ta về đường này trước. Hết đường này à? Nhân vật nó rất linh hoạt luôn. À đây. À, chúng ta lắp cái viên đá lấy chúng ta nhặt được vào đây. Anh em thể thấy đây, tôi là người khai sáng ngay thế giới này. Tôi là người khai sáng ngay thế giới này. À, thế giới game nhá anh em nhá. Anh em đừng hiểu lầm. Tôi là người khai sáng ngay thế giới game đó. Rồi, ta sẽ đi về hướng đằng này xem để xem có gì nào. Cũng cụt đường luôn. Ơ, cụt đường mà. Rồi, không biết là gặp thằng nào đây. Đây là một xác chết, không biết là gần thằng nào nó bị đài đây. Có lẽ chúng ta nói chuyện đây để mở ra cái cánh cửa vào lại dưới đấy. Không biết đâu phải không. Bởi vì những cái khu vực kia là tôi thấy nó cụt đường hết rồi mà. Nó không có đường nào đi cả. Nào, không phải. Ơ, định mệnh. Đi đường nào đây? Có hiểu. À rồi, chúng ta qua một thế giới khác ở cái cổng kia. Mảnh ghép gì đây? Chật chém rất là phê luôn. Không biết được cái thanh ở dưới, cái thanh máu kia là thanh gì. Ai à, anh em ấn nút lên, ấn nút lộn, ấn nút nó nhảy nhá. Và anh em cứ thế ấn nút tiến lên thôi, không cần phải ấn nút nhảy thêm lần thứ hai nữa. Thì chúng ta sẽ chạy trên tường nhá. Đây là cái gì đây? Để xem là cái gì nào.
À có lẽ đầy em đầy cái trên kìa, thì em có thể là lên cấp được lên level. Nó là vậy mới nó phải không? Ôi. Ôi. Chắc mình cần chết kìa. Ôi. Ôi. Mẹ anh danh con bố láo mất dậy dám đánh mình. Ôi cái đấy máu rồi kìa. Anh em hãy nhảy ra phía sau nó để đánh nhá. Rồi, chúng ta lại qua một cái khu vực mới. Tôi để ý là anh em cứ qua cái khu vực mới là cái số máu của anh em nó được sẽ được đầy lên. Tức là à, không phải à? Sau đấy hình như là đầy lên thì sao nhỉ? Ồ, mình lại làm nhảm rồi, lên thiên rồi. Cô này chém thấm quá anh em ạ. Cô đai rồi. Đai. Diêu đài. Chúng ta nó có lẽ là loát lại ở cái đoạn đầu của cái khu vực đấy. Chuẩn luôn. Em thao tác của nhanh tay vào nhá, đừng để nó chém. Nó chém khá là thấm luôn. Rất là đau. Game này thì game apply thôi, không phải online, apply và chúng ta giết boss, giết quái các kiểu luôn. Không gì cả. Ôi. Không biết cái chiêu kia mình lộn như thế nào, tôi không rõ là mình lộn như thế nào luôn ấy. Xem đầy chưa? Vẫn chưa đầy luôn. Cái gì vậy? À bot anh em ơi, bot đây rồi. Ember Gate. Con này nào là một pháp sư. Ôi, kéo nhanh thế nhở? Ôi! Chúng ta đến gần nó nhá, đừng để cách nó quá xa. Nó sẽ tức là nó sẽ có cái khoảng cách để à tôi hiểu rồi, anh em ấn hai lần cái nút trượt trượt này này. Đây rồi.
thì chúng ta sẽ được lộn vòng vòng, em mình thấy không, lộn vòng cái ảo ảnh. Ở lần này chắc chắn là sẽ giết được nó. Cánh cái thần là người ác quỷ, một cái sự liên kết rất là hoàn hảo. Ok đây, rất đơn giản thôi. Tưởng ai gặp anh thì anh victory. Một trận chiến mà cái thao tác lộn lộn cơ, tôi vẫn chưa thành thục lắm, mình không biết rõ là lộn như nào cho chuẩn. Đậu mỡ nó chém thấm thật anh em ạ. Cái gì đây? Anh em nhìn không? Để ý cái con em gái này nhìn nó cầm búa ở đằng sau, nhìn không khác gì con tướng Tara trong game quân luôn. Tôi thề với anh em cực kỳ là giống luôn ấy. À, mở hộp đây. Không biết là kho báu gì. Vàng, vàng, vàng. Định mệnh là rìu. Mình có phải là thợ đốn củi đâu mà mẹ chặt lấy rìu để làm cái gì. À, chúng ta sẽ gọi là trang bị cái nhá. Cái rìu này nhá. Một tay hai cả hai vật luôn. À, cái màng gì vậy? Lạ. Rồi, tôi đã cầm rìu đánh rồi. Đấy, rìu anh em thấy không? Rìu. Để chém nào. Ấy à, anh em thấy không? Đã xong. Chém đau thế nhở? Xong, xong phim. Tôi đã đây rồi, đúng rồi đây rồi. Tôi sẽ lâm bừa bãi bởi vì tôi chả hiểu tiếng Anh. Lâm bừa đi. Là giết đại boss à?
À không phải. Anh em ra sau nhá, quái này. Anh em di chuyển ra sau nó sẽ không biết đường quay lại để chém anh em đâu. Này chắc chắn là không để chết được nữa nhá. Xung quanh chém trộm mình. À lấy rìu mới đập được, kiếm là không đập được đâu nhá. Em lấy rìu để đập vỡ cái khu đấy để đi qua. Chúng ta lại đến một khu mới. Lại sắp đầy rồi, lại sắp sửa lên level nữa rồi. Rất là nhanh thôi. Mày chém ai? Rơi hết xuống cho tao. Mày bù láo bù líu. Lóng với ai? À, cái gì vậy? Ôi, chiều đây tôi không biết là sử dụng như nào luôn. Anh tôi thề với anh em tôi không nhớ là sử dụng như thế nào luôn. Cái chiều lộn khá là đẹp. Đó anh thấy không? Tôi không nhớ mình lộn như nào ấy. Cao quá. Rồi, ôi, cái đấy máu kìa. Sao nó trôi đi à? Hay là nhảy cái kia à? Đúng rồi. Nó khá là cao. Anh em nhìn cái thao tác của nó khi mà vặn cái này thì nó rất là thật luôn. Nó được làm rất tỉ mỉ luôn đấy. Thật được nhà làm game làm rất là trau chuốt cái thao tác đó. Còn cả hiệu ứng khi em gần chết này, máu yếu quá thì nó sẽ hiển thị ở màn hình như này. Lại qua một khu vực mới này. Thực sự đánh rất là phiêu, rất là phê luôn. Nên là vào ngay. Chúng ta lưng cái sức mạnh lên đã. Cái ở dưới không biết là cái gì thì chúng ta tính sau. Không biết cái nút lộn cái nút gì tôi thấy nó.
Tôi hiểu rồi, anh em ấn nút đánh xong ấn nút trượt đây à. Đây này, nhìn nhá. Không phải. Biết là khi nào mình đánh được kiểu đấy nhỉ? Cái kiểu đấy hơi khó thực hiện một chút chứ không biết là. Chúng mày định làm cái gì? Anh em nhớ ăn những cái đấy để có thể là lên được level. Mình hay ấn nhầm cái nút nhảy lên cả nút nút trượt. Sẽ là cột đường nhỉ? À chạy lên này. Nó cao quá tôi nhìn nó không đến được cái mặt kia cho nên không đoán được. Ủa thằng đồ đất mình đằng sau đi chém về đằng trước đấy hiểu ở trong gió hay chém gì không biết. Cái đồ họa game được làm nó kiểu theo kiểu cổ điển nhìn rất là đẹp luôn. Mặt rượi. Kim cương à? Kim cương. À hạt xoàn. Dây chuyền hạt xoàn anh em ạ. Hạt xoàn. Điều dây chuyền rất là chất. Cái sáng sáng này cái gì không lấy được à? Rồi chúng ta qua khu mới. Có gì đây? Không biết có gì luôn, nhìn trông rất là dị luôn. Bỏ cam à? Ôi là cam thấm thật, thấm hơn cả con kia luôn ấy. Thấm hơn cả mấy thằng cầm dìu với đồng phang mình. Uầy. Nó bò anh em ạ, nó bò à. Cứu người này, cứu ai đây? Cứu gái, cứu trai làm cái đéo gì? Khổ. Đây là một cái con gấu hay con đéo gì anh em nhìn không? Nhìn cái mũi ở cái hình nó. Cái gì vậy? Chúng ta qua một cái mảnh ghép khác thì phải. Để xem vùng đất này có gì nhá.
Bỏ đéo bỏ nhanh thế. Cô đai. À lại gặp cái con quái vật to lớn rồi. Cô đai đây. Được cắn thấm không? Một phát rất, rất là nhiều máu của mình luôn, một nửa cái máu luôn. Sợ vai đá anh em ạ, không biết có gì kìa. Ôi ôi ôi. Tôi sẽ kết thúc game này đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nha. Anh em muốn tôi tiếp tục làm về con game này, anh em hãy comment phía dưới nhá. Tôi sẽ trải nghiệm tiếp tục và giết những cái con quái vật thật là to lớn hơn. Bởi vì video này cũng khá là dài đấy mà. Anh em xem video dài quá nó sẽ không được hay cho lắm. Đó anh em nhá, tôi sẽ tách dần từng phần ra để chơi cho anh em xem cho nó thú vị hơn. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Anh em đừng quên để lại một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để ủng hộ channel, ủng hộ video giúp tôi nha. Ok, bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.